các bạn đến với chương trình khảo sát 100. Với câu hỏi này, chúng ta có 6 đáp án. Đó chính là những câu trả lời trong cuộc khảo sát 100 người. Câu hỏi chúng tôi như sau. Có hay không ạ? Sau vòng thi thứ nhất, tổng số điểm như sau. Chúng ta cùng đến với vòng thi thứ hai. Điểm số vòng này nhân đôi. Với câu hỏi này, chúng ta có 5 đáp án. Đó chính là những câu trả lời trong cuộc khảo sát 100 người. Câu hỏi chúng tôi như sau. Có hay không ạ? Không. Ghế của nó đang đi ngoài đường à. Sau vòng thi thứ hai, tổng số điểm như sau. Ngay sau đây chúng ta đến với vòng thi cuối cùng, đứng lên vào vòng thi đặc biệt. Vòng thi này điểm số nhân 3. Với câu hỏi này,
6 đáp án. Đó chính là những câu trả lời trong cuộc khảo sát 100 người. Câu hỏi chúng tôi như sau. Có hay không? Có hay không? Không vô luôn. Không vô. Có hay không? Có hay không? Có hay không? Đáp án còn lại vào số 5, ô số 6, như vậy là sau vòng 3 tổng số điểm như sau. Chưa có điểm ở đây, chưa có điểm môn thi nào hết. Vòng thi đặc biệt bài có 5 câu hỏi. Thời gian chỉ được tính sau câu hỏi đầu tiên. Vòng thi đặc biệt bắt đầu. Bạn đã trả lời như sau. Câu hỏi đầu tiên. Và bạn đã trả lời. Câu thứ hai. Và bạn đã trả lời. Câu hỏi thứ ba. Và bạn đã trả lời. Và bạn đã trả lời. Và câu hỏi số 5. Và bạn đã trả lời. Bạn đã trả lời như sau. Câu hỏi đầu tiên. Và bạn đã trả lời. Câu thứ hai. Và bạn đã trả lời.
Hỏi thứ ba. Và bạn đã trả lời. Và hỏi thứ tư. Và bạn đã trả lời. Và câu hỏi số 5. Và bạn đã trả lời. Là mấy giờ ra? Kể từ khi quyết định này.